Ta. Từ nào lên? Ta. Từ nào lên? To mean, let's hang out. Today, I'm gonna show you how to ask someone to hang out with you in Khmer language. It's not easy to ask someone to hang out because you don't know how the people will respond. But if you want to make friends with people that you know at work, at school, or other places, you should use 7 phrases below. Tì mùi. Dương cua từ đá lên chì mùi khniêm đòn. Tào nè tùm nè tế. Dương cua từ đá lên chì mùi khniêm đòn ta nè tùm nè tế. Nhóm tùm nè ta từ đá lên nơi con này nà. Nơi một vẹn to dương tây. Tì bí. Nhóm kết thà chọn từ mơ con một đòn. Tào nè chọn từ mơ tế. Nhóm kết thà chọn từ mơ con một đòn. Ta nè chọn từ mơ chiều muối nhóm tế. Rồi prom ta nhóm mơ rương mấy. Rương khám ảo. Tì bấy. Nhóm miền cam vị thí chụp liền ngày sau nì. Ta nè ai từ châu ruộm chìa mùi nhóm bàn tế. Nhóm miền cam vị thí chụp liền ngày sau nì. Ta nè ai từ châu ruộm chìa mùi nhóm bàn tế. Bàn nhóm nâng xuyện bè ảo sát. Tì buồn. Ta nè ai từ nhà mà hà nơi kháng cầu chìa mùi nhóm bàn tế. Ta nè ai từ nhà mà hà nơi kháng cầu chìa mùi nhóm bàn tế. Ở tê, nhóm miên nát ngay nì. Tì prám. Nhóm chọn bộ buồn nè từ đá lên mặt đòn. Ta nè chọn từ tế. Nhóm chọn bộ buôn nè từ đá lên. Ta nè từ tế. Ốt từ tế. Nhóm ốt miền lôi tế. Tì bàm muối. Ngày à tật ní. Nhóm tùm nì. Bà chọn từ đá lên. Prap nhóm phong. Ngay à tất ní nhóm tùm nì. Bà chọn từ đá lên prap nhóm phong. Bà chạm nhóm tới prap. Tì prap pí. Ta nè tùm nì tế. Nơi trong sạp đá ní. Dương từ đá lên. Ta nè tùm nế tề nơi trong sắp ở đá này. Bạn tùm nế. Tỏ tờ đá lên. Tỏ